Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp ông Takebe Tetsutomu, cố vấn đặc biệt nhóm nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông lâm Thủy sản Nhật Bản, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian đón tiếp đoàn, ông Takebe Tetsutomu bày tỏ ấn tượng về sự phát triển vượt bậc của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, và đặc biệt quan hệ hữu nghị hợp tác Việt-Nhật ngày càng phát triển. Ông Takebe Tetsutomu mong muốn là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với Nhật Bản, nhất là trên các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, giáo dục, nhất là đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực về khách sạn, nhà hàng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với các đề xuất hợp tác trên và cho biết thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi và các ngành liên quan sẽ tích cực phối hợp để triển khai. Là địa phương có nhiều trường đại học, Đà Nẵng cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Đại học Việt-Nhật để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nhân lực. Sau đại dịch, kinh tế xã hội Đà Nẵng đã có nhiều khởi sắc và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản đã có những bước phát triển mới. Đặc biệt, vừa qua thành phố cũng đã phối hợp tổ chức thành công lễ hội Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8.